em cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m56. Dòng eo nhiêu mà có chút ép ạ? Hôm bữa em đo 60. 60 hả? Dạ. Đẹp quá à. Em có biết là em ngồi trong có đẹp lắm không? Tới ngày mà có rút dâu em cũng nhớ buông cái rèm ngồi y vậy nha không? Ủa là ngồi vậy luôn hả chị? Có, mướn ban tổ chức chương trình của chị tới, chị cũng pha đèn y vậy đó em ngồi vậy. Cái gia đình nhà trai cái giới thiệu xong cái vô dẫn dâu ra. Đó. Thấy không? Chị Giang vô dẫn ra nha. Dạ. Mới thấy được sự đối lập á giữa cái bự và cái nhỏ. Ý Hương nói á, giữa một người eo thon và một người bụng mỡ. Ý, anh còn nhấn mà như làm gì nữa chứ đã phanh tay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Đổi chỗ cưng ơi. Đổi chỗ qua em còn giặt chị dữ nữa. Chúng ta đừng có làm đau lòng chị Giang nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của bạn số 3 nha, xin mời. Nếu một ngày em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì em đi vòng quanh anh một vòng được hay không ạ? Trời ơi, cái giọng này hợp với thằng cô áo sọc nè. Bởi vì anh chính là cả thế giới của em. Trời ơi. Hai đứa này khỏe, lấy nhau về đi như bông vũ, chậm. Hai đứa đi qua đi lỡ nhau. Trong mặt té đồ ngủ rồi. Đi hoài vậy đó. Ê, nó nghe nè Cương, lấy chị Giang về đi vòng vòng xung quanh chị đi. Lâu lắm mới tới. Chị Giang ơi, chị cả là thế giới của em. Chị Giang đi. Mệt ghê vậy đó, người ta đăng là tần số tình yêu mà cứ cả thế giới vậy đây. Mấy mốt đừng có sắp xếp tôi ngồi với nó nữa nha. Cãi nhau hoài. Nói nghe nè, cãi nhau hoài thế nào không lấy nhau. Đúng rồi. Không, đúng mà nãy giờ để ý nha, chị Giang này mặc cái đầm ngõi tướng. Mỏi à, ngồi suốt chương trình chắc mỏi à. Cái cưng hỏi chứ. Chị để ý coi, cặp bắp chuối luôn ngang ngửa với em bé bên này á. Chị đâu như là ba đứa tụi em sắp xếp đi giặt chị hay sao chị Giang? Ờ kì vậy em lên đi là để mà chị em mình là bàn tán ấy đụng đó nha. Bàn tán lưu dân. Lưu dân thì chính là số tình yêu mà tự nhiên đặt chị là sao? Thôi em chuyển qua em nói chuyện khác nha, nãy em nói giỡn. Nói chuyện khác rồi. Dạ, hôm nay chị mặc cái đầm màu hường đẹp ghê. Dạ. Dạ. Nó vậy nghe dễ thương không? Nhưng mà em thấy nó hơi chật á. Bỏ đi. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.